Rồi ok, chào bạn nha. Được rồi, mình làm cái video mà có nên trồng sầu riêng mua sinh kim không đó. Thì hôm nay là mình quay cây mua sinh kim cho bạn xem luôn nè. 3 tuổi. Cây này 3 tuổi nha, ở Hoàng Hậu Giang. Cây này 3 tuổi nè. Trời ơi, nó khỏe như trâu vậy đó. Thì năm nay là làm bông nó luôn nè, làm bông trái, trái bói nó luôn nè. Mọi người thấy đây, chàng cạch đó nè, đúng là nó khỏe thiệt. Nó phát triển là, nếu mà nó phát triển là nó phát triển nhanh hơn thằng mẫu thon với thằng ghi sáo luôn á. Và nó kháng ngày tốt lắm. Mọi người thấy cái lá nó nè, nè đó, này là con mua sinh kim nè, thấy không? Đấy, đèn cây năm nay làm trái được mấy cây Tú? Hai cây ha, đèn cây rồi, lên mầm rồi hết trơn rồi nha, lụa già nè. Đó, cho mọi người xem, xem để biết là mua sinh kim có trồng được ở miền Tây không nha. Đó, Hậu Giang trồng được gì rồi đó, là ngon lành rồi đó. Đây là ghi sáo. Ở ngoài này có một cây mua sinh kim nữa. Đây cây này làm trái hai cây, năm nay là có mua sinh kim ăn rồi. Đó, mua sinh kim nè, đó, thấy không? Lá đứng lên gì là nó nè. Đó, đây 197 ha. Quay ra ngoài trước đi để cho người xem. Trời ơi, nó đẹp hết màu hết trơn rồi, thấy không? Trồng màu đi hết lá đã Tú. Cái này nhìn là ok rồi nè. Ừ đó. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ha, để mình cập nhật cái video sắp tới vườn của Tú để làm trái. Thì cái cây mua sinh kim này để xem nó đậu trái như thế nào, nó ra bông như thế nào, mình quay cho các bạn xem nha. Đó, đây xem cơ bản như nó vậy. Đây không phải hai cây đâu, nhiều lắm. Đây cây phía sau quay thêm số cây nữa, mua sinh kim nữa. Ở bên đây còn cây đúng không Tú? Cây nhỏ anh quay cây tơ luôn đó, cho các bạn hay xem tham khảo ha. Đó này, nó nữa nè. Đấy, mua sinh kim này làm với xi và hữu cơ Thượng Thiên nha. Đó, mọi người thấy nó lớn nè. Rất tiếc là ở đây hơi trồng nó hơi hư gần tí xíu. Cái này nữa mình sửa cái gảnh này lại được rồi Tú, sửa lại được chùa một đường nguyên duy nhất thôi. Này ghi sáu này nữa, gảnh chùa là một đường nguyên duy nhất thôi, cho nó có nhiều cái đất ăn trẻ lại cái. Ừ, không làm bông là phải như vậy nè. Sắp tới đây giờ qua tháng 10 nó bắt đầu nắng rồi, nó khô nước này rồi. Tại cây nó sẽ bị nó mình ức chế nó triệt để lắm. Bây giờ thì mình cứ cho nó lên mầm đầy đủ đi. Té không? Ôi vui. Thôi, đi tới đây thôi. Không đi được rồi, lên sình rồi. Đó đó, mọi người thấy không? Mua sinh kim nha. Này năm nữa làm trái được rồi. Năm nữa làm trái ngon lành luôn rồi. Ủa, cái đó em lắp cái chính giữa là cái gì? Lắp cái mương chính giữa là cái gì? Lần lần móc cái lắp xuống lên nó luôn cỏ như là cây đó. À lắp lên luôn hả? Dạ. Giống như ốc đảo vậy ha. Từ từ nữa nó đâu vô đó. Rồi. Ok, xin mình kết thúc video đây nha.